Chúng ta có đi nhiều sẽ thấy quý giá những giờ phút mà những người thân luôn luôn đón chờ và chăm sóc chúng ta mỗi khi chúng ta về bên ngôi nhà thân yêu của mình. Có một chuyện như thế này. Trước đây mỗi lần khi nghe những đứa con của tôi hát những bài hát thì vợ tôi có nói rằng là đấy, anh đã có sáng tác những ca khúc cho các con nhưng mà chưa có bài hát nào cho em cả. Hay là anh mải sáng tác cho những cô khác ở bên ngoài. Quả thật rằng là chúng tôi đã ở bên nhau hơn 10 năm và trong những năm tháng vừa qua, đặc biệt là trong những ngày tháng này, có thể nói người vợ của tôi chính là người chiến binh. Mọi người có thể thấy tôi mạnh mẽ ở đâu đó, nhưng thực sự người bền gan và bản lĩnh nhất đó lại chính là người bạn đời của tôi. Và sau đây cũng không phải là một bài hát tôi sáng tác cho vợ tôi nhưng đây là bài tôi sẽ hát cho người vợ của mình. Bài hát mang tên Tiếng Gọi. Chênh vênh bờ đêm sâu bao gọi mời.